phía trước thì cổng chính là đi vô thì đầu tiên là có cái ao cá trê nha bà con. Đây là cái ao, ở dưới có rất là nhiều cá trê. Mình đem vụn bánh hoặc là mì rồi đó. Và đến là nó sẽ lên rất là nhiều, đây mình thấy quặn quặn đây nè. Hôm nay qua Tâm đi đột xuất thì không có mang thức ăn cho chúng. Đó, bắt đầu chúng ngóc đầu lên rồi đó. Cá trê, cá phi. Hôm nay thì qua thăm tham quan chùa. Ngôi chùa Hang ở thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Quay video cho bà con xem ha. Đây thì có những cái cây thốt nốt mới trồng. Còn cây mà cổ thụ để mà đẻo ra thành hình muôn thú, những cái gốc cây mà như thế này nè thì rất là nhiều, vô số luôn. Chủ yếu là cây dầu, có một số cây sao nữa ha. Đây, những cái gốc cây như thế này sẽ được làm thành những cái tác phẩm nghệ thuật do các sư ở trong chùa đục đẽo rất là tỉ mỉ và đẹp nha. Ở đây có hai con đường để mình chạy đi nè. Bên đây là đường Mậu Thân. Mình chạy sang đường Mậu Thân ha. Hướng này có thể đi về chợ Đa Lộc. Bây giờ qua Tâm sẽ vành về để đi cái đường Đồng Khởi vô trong trung tâm thành phố Trà Vinh. Thì bên tay phải là mé sông Long Bình phần hạ nguồn. Còn đây là cái cổng chính nè. Có để bảng là cấm săn bắt chim trong và ngoài khuôn viên chùa. Chim cò ở đây được bảo vệ rất là kỹ. Ở đây là cổng chính để vào ngôi chùa. Thì rất là nhiều người nhầm lẫn, người ta không có, mới đến đây thì tưởng là cổng chính ở phía đường lớn ở ngoài kia, chỗ cấm Đồng Phương á. Nhưng thực tế đây mới là cổng chính nha. Có đồng bào dân tộc Khmer thì còn có những cái điệu múa rất là hay. Có điệu lâm dông, rồi điệu gì, có bốn điệu múa chính á. Rồi trống sa dâm, tiếng trống sa dâm bập bùng á. Trống sa dâm là cái trống lớn mà nó hơi dài dài đó ha. Vào những cái lễ hội dân bông á, dân y thì có múa và đánh trống đó. Thì cây cầu này là song song với cống Tầm Phương, là cầu Tầm Phương chứ không phải cầu Long Bình 4. Thì qua Tâm nghe nói là chuẩn bị xây cây cầu Long Bình 4 mà chưa có rõ vị trí chỗ nào. Ở cặp với mé sông của cầu Tầm Phương thì còn có những cái cây dứa nè, cây dứa gai này. Cây dứa gai này đó là người ta lấy cái lá đó để mà gọt ra làm cái muỗng ăn bắp hầm. Bây giờ thì bà con cũng ít có xài cái muỗng này, hiếm có những cái gánh bắp hầm á. Mà giữ lại cái cách ăn bằng lá dứa như thế này, vì nó cũng mất thời gian để đi đốn á, ăn bằng muỗng nhựa. Nhưng mà lâu lâu thỉnh thoảng thì qua Tâm vẫn bắt gặp
một vài cụ bán bắp hầm. Còn ăn cái lá đó ha, và mình cảm thấy cái hương vị hồi xưa đó nó rất là ngon. Xa xa đây là cống Thầm Phương đây. Cống Thầm Phương vừa rồi Hoa Tâm có quay là cặp với chợ phường 9 á. Thì bên phải là phường 9, còn bên trái là huyện Châu Thành. Ở phía bên đây thì nước sẽ mặn hơn là bên kia. Người ta đóng cống vào những lúc khô hạn, còn trời mưa này thì nó bớt mặn rồi, cho nên người ta đang xả cống ra nè. Bán cái gì chú chiên với gì chiên vậy chị? Khoai lang chiên hả? Ghé vô mua. Rồi. Chưa có hả? Cái này mới có khoai lang chiên à hả? Ăn củ thôi. Ăn miếng trước thôi. Có bán dài chưa? Đó, bán này nè. Bán rồi hả? Thôi bán rồi thôi. Thử miếng đi ha. Rồi còn nhiêu bán cô đó. Ghế ở bên đây nè, dạ được ha. Đứng quay chị này chứ. Vì này chiên mà bằng cái cà gàn luôn. Ngon quá. Khoai lang chiên, chuối chiên. Trời ơi, dĩ làm bằng cái bẹ chuối luôn nè. Đó. Cái bẹ chuối nha. Cái bẹ của cái cây chuối gốc ra. Chứ là còn có cái con chuối không á. Khoai lang phải không? Khoai lang. Giờ thấy gì như khoai môn rồi, có khoai lang không à hả? Khoai lang chiên. Khoai lang chiên chú chiên. Chiên bằng củi. Có cái cà gàn nữa nè. Rồi bột á là xay nhà hay là xài bột tiệm? Bột tiệm không ăn. Bột tiệm ha. Bột không ăn. Dạ. Giờ là không thích xay cái gì nữa. Đang đói bụng. Cái giờ cơm mà trơn cơm ngon quá. Thôi để vậy đi. Dạ. Nhiêu đó là 20.000 á hả? Nhóc luôn ha. Ba trái chuối bự với lại á, cũng khá là nhiều khoai lang á, 20.000 để bán rẻ. Dạ. Để thì bán cho con chuối chiên với khoai lang 10.000 đi. Dạ. Dạ, chiên đi. Đây, bỏ khoai lang trắng với lại khoai lang vàng, khoai lang nghệ ha. Là còn những cái hộp màu đen đó là mè đen nha. Không phải bụi đâu, mè đen hả? Có bà kêu tôi có tiền sáng có loại mua quá thấy ra thấy nhiều quá. Dạ. Các bạn nói thôi thôi đừng có lấy cái mè đó, tôi thấy bị đen đen tôi không có chịu đâu. Nó đâu có gì đâu chị, cho mè đó. Nó tưởng bụi hả? Ừ. Nói thôi, bụi không à, tôi không lấy đâu. Mè đen ăn ngon. Nó không phải đâu mè đó chị ơi. Nó nói trời ơi, tôi nó cục bụi luôn à. Chị bán là lâu chưa, nãy giờ là chị mà ra được bao lâu rồi? Là bán hồi 9 giờ sáng. Vậy là nãy giờ cũng mấy tiếng rồi hả? Dạ. Là tức là mình bán gần hết thao bột rồi đúng không? Đúng rồi, không sao nè, còn có nhiêu đây nữa ha. Nãy chút xíu nữa là xong rồi. Dạ. Là nhà gì ở đây luôn hả? Nhà chị ở đây luôn. Nhà vô đây. Nhìn nhìn gì, người Việt hay là người dân tộc? Người Việt hả? Ở đây hồi đó giờ luôn. Về đây là mới có 20 mấy năm. Về đây 20 mấy năm á? Dạ. Là nuôi cháu ngoại, cháu ngoại mới vô nhà ăn cơm á. Dạ. Cháu ngoại nó cũng có mẹ mà mẹ cha bỏ hồi tủ mấy á. Dạ. Tới 4 tuổi. Dạ. Mẹ đi lấy chồng mẹ bỏ, giờ bà ngoại nuôi tiếp. À. Giờ cháu ngoại được 9 tuổi rồi. Dạ. Mới chạy vô nhà ăn cơm.
Đó, qua Tâm đi trong quá trình quay video vòng vòng thì thấy rất là nhiều bà con mà chiên cái này cái kia, bánh xèo rồi chiên chuối, chiên khoai rồi á, nhìn thấy rất là hay. Thường hay chia sẻ lên kênh á cho bà con xem á. Mà giá thành nó rất là rẻ nha, nhưng mà ăn rất là ngon nha. Không đi thôi à, xách máy đi vòng là rất là nhiều cái hay luôn á. Ở phía sau này thì có cái tiệm này là quay phim, chụp hình, in thiệp, có vừa chữ Việt vừa chữ Khmer nữa nè. Đây là thuộc về khóm 2, phường 9, thành phố Trà Vinh. Có trang phục của người dân tộc Khmer nữa, người ta đám cưới á. Qua Tâm nói để hôm nào là mình mặc một lần và chụp hình, hoặc là quay một video cho bà con xem. Vậy là bán tăng nữa là hết. Khỏe. Tăng hết bột là mình nghỉ đúng không vậy, hay là mình có làm bột mới nữa không? Có. Là mình bán hết sớm thì mình làm thêm bột nữa. Dạ. Bán sớm thì chứ, còn sớm thì làm thêm. Thì cái này là quán bên lề đường, cho nên thiết kế cái chòi là vài tấm cao su, vài miếng lá, rồi vài cây tre tạp, rồi cái giường mà ngồi chiên cũng vậy luôn. Đó, bắt những cái cây mà có nhiều cái nạn bắt đầu gác. Đơn sơ chất lượng nha. Cái phần của Hoa Tâm là gần chín rồi đó nha, gần xong rồi đó, phải không? Thấy nó vàng vậy là gần được rồi phải không chị? Dạ, phải cho nó chín cái khoai bên trong á, với lại chiên lửa từ từ á, mình chiên áp quá cái nó không chín. Kinh nghiệm chiên khoai tây của Hoa Tâm ở nhà hay chiên khoai cho con ăn bữa nào gấp á, cái mình chiên nhanh cái là nó đâu có chín ở trong đâu. Dạ. Nó thích ăn khoai tây hơn khoai lang. Khoai lang thì mình ăn, còn khoai tây là nó ăn. Cái chuối này nè, là cái gì này chiên á là chuối nó hơi chín tới rồi thì nó sẽ ngọt ha, nó hơi mềm nhưng mà đều nó ngọt ở bên trong. Còn cái chuối mà cái chuối này khó chiên nha. Chuối mà nó chín tới rồi là khó chiên hơn, là cái nó hơi mùi rồi đó. Ăn nó ngọt hơn, nhưng mà mình chiên nó sẽ khó hơn là cái chuối mà vừa tới, phải không? Cái này là nó hơi mùi. Biết sao không, là nó chín tới cái nó ngọt, bắt đầu nó xì cái chuối ra ngọt ngọt. Có khi thì Hoa Tâm thấy có người ta chiên một lớp bột như vậy phải không? Xong ta lấy ra, ta nhúng thêm lớp bột lần nữa để cho nó đừng bị xì á, cái bỏ vô chiên tiếp. Rồi clip cũng tương đối dài rồi, Hoa Tâm sẽ dừng clip ha. Hẹn gặp lại cô chú bác anh chị và các bạn ở những video kế tiếp. Thì 10.000 là 5.000 khoai, 5.000 chuối rất là nhiều nha, trái chuối to đùng luôn á, dài hơn cái là bàn tay của Hoa Tâm nữa đó.